hôm nay em muốn tái hiện lại một cái tô bún mắm hoàn chỉnh. Em tính từ Kiên Giang thì cho nên là từ nhỏ là đã ăn mắm rồi. Thì hôm nay thì em muốn làm một cái tô bún mắm mà nó gọi là size XXL luôn. Size XXL luôn. Entrance Professional cung cấp sản phẩm chuyên dùng cho làm bánh. Edit là sai cỡ đại luôn đúng không anh? Dạ. Đến từ anh Trục. Bún mắm đến rồi chị ơi, bún mắm bún đến mắm, rồi, bún mắm, bún mắm đến mắm. Rồi. Thử không? Đủ ăn được đó anh. Ok. Để anh. Bạn biết sao nó mềm không? À, bằng timer chưa tới. Dạ. À, tại ra nếu mà sô cô la mà 65% chắc chắn là để trong nhiệt độ này nó sẽ không có bị mềm và nó sẽ rất là cứng cáp. Chị em xin con graphit đi. Mực không? Cho miếng mực đi. Mực không? Mực mực. Cho em mỗi thứ một miếng. Cả ba món luôn á nha. Tự nhiên xong thấy cắt rồi xong cái thấy tiếc quá. Thấy uổng à? Ờ uổng dễ sợ. Nguyên trời. Một cái tô xong rồi cắt ra uổng quá. Đẹp dễ sợ đẹp mà. Cái đũa này ngon hơn cái đũa kia nha. Đũa thần kỳ. Ủa nhưng mà là mình ăn đồ ăn chứ mình đâu có ăn đũa đâu. Chị thích cái độ lạnh lạnh. Tại vì em có kết hợp mousse ở đây nên thành ra em phải để lạnh đúng không? Dạ đúng rồi. Và bánh bông lan nó có cái độ lạnh đó. Ăn chung với lại xoài và chanh dây. Mousse của em có nước cốt dừa hả? Dạ em sử dụng là nước cốt dừa và puree dừa và lại puree trái vải tươi à. À, xuất sắc. Cái tô ngon ghê. À cái tô đúng không? Ủa thằng nãy giờ em toàn nói tô với đũa không hả chị? Toàn nói tô với đũa không hả chị? Anh em mình toàn ăn tô đũa thôi. Và anh xin cảm ơn những chia sẻ đến từ ban giám khảo. Entrance Professional cung cấp sản phẩm chuyên dùng cho làm bánh.